1. Chỉ định cho tất cả trường hợp sinh mổ, trẻ từ 35 tuần tuổi trở lên, không có các dị tật bẩm sinh nghiêm trọng, trẻ không có suy hô hấp nặng. Lưu ý, ở các bệnh viện có kinh nghiệm thực hiện da kề da và chăm sóc trẻ sinh non bằng phương pháp kangaroo, nên thực hiện da kề da sau mổ đẻ với trẻ có tuổi thai thấp hơn. 2. Tư vấn cho sản phụ. Tiếp xúc da kề da giúp điều hòa thân nhiệt cho trẻ, tăng sự gắn kết mẹ con, giúp trẻ bắt đầu bú mẹ sớm hơn. Lợi ích của việc kẹp và cắt dây rốn muộn một thì giúp trẻ sơ sinh nhận thêm một lượng máu và nguồn dự trữ sắt từ người mẹ. Hướng dẫn cho bà mẹ các dấu hiệu đòi bú của trẻ, trẻ mở miệng, chảy nước dãi, liếm, mút tay, trường, giúp trẻ ngậm bắt bú đúng cách. Lợi ích của bú sữa mẹ sớm và hoàn toàn.